Alumni vi pang medwa ing bun sang khap ding hang klaim dah ra rai kot lai tip rip cho pul jam nui zon nan lai tip ra ne da bu pi pang de dah sa po lan char bu mot lai kum kop sa po lan char bu mot lai pelir char ning kah mung kan o sitnik lan char non lai nyum thau di piar o lai tung lan char na lu pro lai kun tak lai mon pat lai rung rang lai blah nga lu lai tu tu te dah nyum mo pung kap giờ nó nói cộng sản Việt Nam ra này nhớ hút với mãi cơ trở lại nôn trúc thì nhớ bố giờ ta hàng lệ nhớ bù tùy ngã tôi hình lệp hiền khá rào nên đã bù dựa bơi như bù tùy dình lệ đáng cộng sản trên Việt Nam này duy nhất trên một đảng bù mọi đảng còn ta nó như mình như lệ như dạ sao bố đáng như này yếu chấp thầu khít gai cả nạ buồn sang thầu về làng xăm như bố thấu đáng như lệ bù dựa hình lệp hiền tuyên ngôn quốc tế ô lê tưng căn cằn lấy nào bậc nữ mà vợ sĩ im lẹ hàng chả nó như làm lớp lút đua à lớp lút sao dần lút đua thôn tổ bò tổ lâu nữa lại nhum đã đi cơ là dịch lệ rọ về kẹng chả tách nhau bấm mút nhớ bằng khnì bồn cúng lê tưng mạ vợ hàng đi gia sĩ gần nằm nồng nọ tớ bước lại xem nông nội hiếm bơi đâu bộ nên lại mày bơi xem mực cất lại nhiệt lên này hết tiếp tục thúc đẩy bảo đảm các quyền con người. Theo tin từ phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12, sự kiện cấp cao kỷ niệm 75 năm thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra thành công tại trụ sở văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva. Bố lại, cô ta lấy nhiều lại diễn ra thành công tại trụ sở Geneva, cô ta lấy thương mại lên trong phi bằng nồng nọ. Giờ kết ta bố lại lờ đua, tâm đi thế, lên đua, à lờ đua lên xa. Ta bố nhìn bạn nồng nọ nhận một tụ chúng, chưa bây là nhiều thành công nè. Nên tờ lệ này là bình dọn này lại thâu lại cơ lệ tích đà lệ plứ lấy mũi mạch cái nào buồn sạc cái nhập bố plứ cái nhập bố mà ra này nên tờ buộc cái lệ dọn này nhớ yếu đại sứ lệ thịnh Nguyễn Mai trường phái đoàn nhớ yếu thường trực Việt Nam tại Geneva phát biểu tại sự kiện cấp cao nhớ yếu tờ lệ kỷ niệm 75 năm thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nên tôi lại như yếu biết bằng pro hàng lại nhầm đá lại dệt lê càng răng pháp bởi thầy nhô yếu bởi nhạc đi mang thập bố mạng pro lại lùm ta cắt lại nhu chăng. Nên nhớ càng răng giru thầy nhô nào yếu. Xăm một đích răng giru thầy nhô là nhô bố mạng ngạ giru bởi cả răng hàng lại kỳ khảo. Thầy nhô càng lờ đuôi. Xăm kết ra thôn bèn này thường đã bố hiếm bạc. Rằng mượn mà lấy hẹp nhiều rằng tôi đúng mà có phi bằng phụ hạt rẻ nhập hẹp nó nên đối với đảng cộng sản Việt Nam hôm nay lại mất quý mất uy lại mất lòng tin bởi cái nữ mà phụ bởi Liên Hợp Quốc này ra bởi càng mượn cái nhiều dưa gất nhu hẹp bởi nụ thôn bầu cấp đi rằng mượn gỡ xem bởi nụ này là hẹp bởi nụ như là dọn dọn nụ này hẹp bạ thay bởi bốn trong không này lời được kia được cười cái nào có nặng bởi là đã bỏ lúc ta lại đã bỏ đùi vật đập xam ta của nó đã ít đọc xa lại chứ rùm ra bỏ mà bày chạy xoa lần là chậm việc nạ buồn sáng nó là này là nạ buồn sáng đang cung cấp ai anh tâm nhất cất lời thông tin nhân quyền ở Việt Nam chiếm đất bằng ngày cướp đất bằng ngày coi ta lời này đang khâu pít này lên ta ra màu rút màu video làm ta tôi lời là càng tiền này nhóc đi văn phòng nên nè nhiều mạ cái ông nuôi thằng mạ ăn được mao binh nuôi bao mao mạ bọ mang tay pull mạ bọ mang tay kia cái nào nuôi ăn được răng tùy mình đặt để chặt nhau mà nó bùng nên nè giờ nó là rạ này là nhiều bom mìn lại tay là nhiều ngạ nó lại nhiều độ răng tùy lúc tùy bị nhiều đùm đấy nhưng mình nhiều mật thấu tay là này lại chỉnh rề ray cái thằng chụp bố rung răng cái chụp bố cái nắp chụp bố mà này nên đấy nên mày phải xem răng bẹ cật lại phải học để đứng hàng nào buồn sàng. Nó như lẽ theo từ phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc Tổ chức Thương mại Thế giới
WTO và các tổ chức quốc tế như dầu khác tại Geneva từ ngày 11 tháng 12 như dầu. Sự kiện cấp cao kỷ niệm 35 năm thông qua tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ngày 11 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra thành công tại trụ sở văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Nó là những cái hiện nay lăng tầm ý lệ đi PR phía mãi hoặc ác phía mãi em nuôi buồn sang là nhiều thông bộ tự tài nhiều một lăng ốc thực tế như lăng một phần học chỉ nên tầm học mãi được. Sao mơ ta lăng phía nhiên vì bằng tỏ mong nhu nào hàng lấy đi PR thành công là cất chặt được nhau như đủ thì nhiều. Nên nhé là dù dần đi áo giúp bằng miệng đối bộ màu mẹ nào bằng lại thảm á bộ màu như dò một đêm nồng nọ ý bố rìm như nào nhờ nào phải đoàn này cả an ninh lệ cả các lời vân phòng này vân phòng đến nào nó có lệ rằng dù phao dù đề đau nhú dù prác dù lúm ta các lời như lệ sắp thực tế là nó đồng hồ dù nhú rằng hư ở nhà đó bọn là nhu mà dù cái đó bọn là nhu mà rằng bọn là cái nhu mà nhu nghe rằng sẽ mơ nó là nục mì đơm đi lệ lúc thì nhiều nục này mì này mà lệ lúc thì nhiều răng nèo lệ nó nhiều nèo và răng răng nèo và nhiều xăm mới nhiều nèo và răng răng tôi chúng em nhầm sẽ họ nhầm bằng răng bộ hơi yếu xăm mới cái trèm cái nèo càng xây dựng đào tạo bế cơ ta lại đi PR xây dựng đất nước cộng sản Việt Nam là lại bộ mộ dưa cái lại răng bộ chỗ đầu tư thì nhiều dưa đã bộ ra rim thôn rằng là đầu tư bộ phát triển ở chỉnh thậm chí thâm nhũng thâm ô luôn tạt lại chun ngần nạo buồn sang các bộ ý rằng dù lại rằng dù càng pre nạo buồn sang nhé còn lại đi PR vui nhiều mang hạ phai ăn nhiều màu lại nhiều lệ pi bằng cùng dòng nuôi dân giàu nước mạnh thế nhở nạo buồn sang trong á lúc nào đi PR có nạo buồn sang một màu mạ một lần ngại chứ bây còn lại đi PR lúc nào mạ ông bạ mỏ rạc lúc nào nhưng bạn đang PR lại lúc nào thế nhở lúc này nó còn bằng pit liên lạc buồn sang một lần làng ngã một mạp đế này đi trong lại tập này đi luôn đạt lại số sát nhân bạn khi mà ra đồng đầu tư một lần chào Việt Nam ra ông màu phù sẽ cho phù lợi ú khi đầu tư một lần chào Việt Nam dựa ra tới nhu bù nhẹ đường tập trận ta cao buồn lễ cất lấy thì giới nhiều cả quốc gia ta về mà ta thằng ta phù nuôi thằng ta phù cả ta bù sẽ cho nuôi như càng rằng như đôi nhú như một lần như một nạo bẹ nhú tùy mạo bọn cái tùy tổ phạt cái nhú cứ nạo bẹ như như bông máu hầu bị lăng ố nạo bẹ như bớt ngang ngạo bọn ố lấy tầm một lần lăng ngạo bẹ tổ phạt cái nhú chứ bao nhiêu bẹ này còn là những bằng pin như một lạc lệ ố nên được đối với đảng cộng sản Việt Nam đã này hàng nước ngoài mình sẽ mà. Nước ngoài bắt đầu từ cái nhú bị hiếp kẹt nó từ với ở bọn cái đang hàng làm bạc lê trầm cái nam buổi à đang phèm được chỗ đó ta thấy nhũ bập như mệt quá ở giờ nó nên ta bỏ pi bằng trẻ lại à đang mà lệ lu từ nhũ rồi từ lại suy thun lại à đang bỏ cái lại tech trả đục đang cộng sản Việt Nam này bố máu lấy xây dựng lần trả nạo viện là nhiệm vụ với đứa đàn lệ đứa đàn nhỏ đom nữ gà răng nhưng phải nhờ lệ dù bình thăm nhũng thăm ô này nhá mạng nó cứ cứ kia nó cứ nhưng mà bác không phải như suy thoát bác như biển bình nổ trộn sang cứ nó lại thêm quá lại bằng hèm xông dọa chặt tổ bệnh cũng ạc mà thậm chí mò bác chuộc thì vẹn của nghèo mà lê tướng bố này bò xôn ngăn này cứ hệ mạng bố nôn tâm hồn nèo trộn này nó luôn ăn được sốn ngăn đúng không dưa gật đáng nhuần nó học lịch chúng ta sẽ có mày về lưu vật để khung bánh in lần cái bộ khung bánh in bọt cọ tụ bọt trụ tụ khung nhà sàn ấy chia cũng sẽ vô học lịch chúng ta đang cộng sản Việt Nam đã nhiều càng nhiều như là nhưng không thực hiện bộ luật đa nguyên đa đảng đang nhiều nhất là nhiều nên có một lệ liên quan cả nạo buồn sang đây cả đâu nạo buồn sang đây cả ta lại phá riêng là nhiều nên thực tế đấy mỗi việc là phép này Thụy Sĩ với nhiều hoạt động, nội dung thảo luận quan trọng và cam kết mạnh mẽ,
sự kiện do Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Chính phủ Thụy Sĩ đồng tổ chức với sự tham dự đông đảo, trực tiếp tại Geneva cũng như qua trực tuyến tại các đầu cầu ở các khu vực trên thế giới của đại diện các nước, tổ chức quốc tế. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia và phát biểu của nhiều lãnh đạo cấp cao, gồm 9 Tổng thống, 6 Thủ tướng, 6 Phó Tổng thống, 5 Phó Thủ tướng, 23 Bộ trưởng, 13 Thứ trưởng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các tổng thư ký của các tổ chức quốc tế pháp ngữ. Giờ đó nãy bố hát là nhờ dạp, lưu được bố mất rằng một bình bố đồng thống, bình bố thư ký, bình lưu bố mạng bọ mạng bọ rằng nhằm lòng tích bằng bọ lệnh rằng ơ hơn nhiều, xâm bà bố ngạo. Rằng bố lấy, công sản này chứ. Nên mùa này là dư mùa này, ông được buồn sang, các bạp tích bằng đại hình học ác xâm lăng, lê tương mùa nịp nập, có mấy một lệnh hình lưu lo tương đung đi, cất lại dọn này như rung, lê nhớ tôi bố rằng, dù đạp bọ, nhiều bố ngạc xích thằng bố buồn cùng bố. Bên đi buồn sang khắp những cái xem lặng.